Khi mẩn ngứa khi mang thai có nguy hiểm hay không? Khi mang thai, tình trạng nổi mẩn ngứa khắp vùng mặt, lưng, tay hoặc chân làm mẹ bầu cảm thấy vô cùng khó chịu và ngứa ngáy. Vậy mẩn ngứa khi mang thai có thực sự nguy hiểm? Mang thai là thời điểm rất nhạy cảm, bất kỳ dấu hiệu nào của người mẹ cũng có thể gây nguy hiểm tới sự phát triển của thai nhi, đặc biệt là những tháng đầu và những tháng cuối của thai kỳ. Theo đó, những vấn đề về da liễu như nổi mề đay, nổi mẩn ngứa trong thời kỳ mang thai là nỗi ám ảnh của không ít các chị em. Nhiều người cho rằng những biểu hiện này sẽ tự động khỏi sau khi sinh, tuy nhiên nó cũng có thể là chứng bệnh da liễu kéo dài gây ảnh hưởng tới mẹ bầu và thai nhi. Nguyên nhân có bầu bị ngứa phổ biến nhất là do sự thay đổi hormone từ quá trình mang thai cùng với sự lớn dần của tử cung, do sự phát triển của thai nhi khiến da bị giãn và khô và trở nên khó chịu và ngứa ngáy. Đồng thời, mẹ bầu còn có thể bị ngứa vì có tiền sử da khô hoặc bị dị ứng với các loại thức ăn nạp vào cơ thể. Thời tiết thay đổi, căng thẳng tinh thần, bà bầu bị nổi mẩn ngứa ở chân, tay hay nhiều vị trí khác. Ngoài ra, mẩn ngứa xuất hiện trên da cũng có thể do phản ứng miễn dịch của cơ thể. Theo đó, mẹ bầu tiếp xúc với những tác nhân gây dị ứng, lập tức cơ thể sẽ xảy ra phản ứng miễn dịch qua tế bào trung gian. Bên cạnh đó, bị mẩn ngứa cũng là dấu hiệu của một số bệnh phiền toái trong thai kỳ như bệnh trĩ, bị dạn da quá mức, bệnh viêm nang lông. Vậy, bà bầu bị ngứa có nguy hiểm hay không? Nếu chỉ có những xáo trộn, thay đổi hormone thai kỳ gây ra những cơn ngứa nhẹ thì mẹ bầu không cần phải lo lắng. Nhưng ngược lại, cũng có trường hợp bị ngứa khi mang thai bất thường, có thể do nguyên nhân bệnh lý. Theo đó, mẹ bầu có thể bị khô da và ngứa do chứng ứ mật trong gan, mật gan kém lưu thông. Chứng bệnh này có thể dẫn đến nhiều nguy cơ như sinh non, thai bị ngạt trong tử cung và thiếu máu sau sinh, tỷ lệ thai nhi tử vong cao. Bị ngứa khi mang thai, mẹ bầu sẽ cảm thấy bứt rứt, khó chịu, gãi nhiều dẫn tới chảy xước da, chảy máu, ảnh hưởng tới sức khỏe của mẹ bầu. Mẹ bầu bị ngứa có thể do mắc chứng thủy đậu, herpes, đồng thời sẽ kèm theo triệu chứng phát ban và sốt. Ngoài ra, cũng có khả năng mẹ bầu bị ngứa kèm với tổn thương ngoài da do mắc chứng tràm bội nhiễm, vẩy nến. Bên cạnh đó, ngứa vùng kín kèm theo dấu hiệu nóng sát âm đạo, có thể mẹ bị nhiễm nấm âm đạo hoặc mắc phải các chứng bệnh lây truyền qua đường tình dục. Với các biểu hiện bất thường, cách tốt nhất là nên đi khám bác sĩ. Với bà bầu rất nhạy cảm, mẩn ngứa cũng có thể là biểu hiện ban đầu của các bệnh do gan, hormone trong quá trình mang thai gây ra. Vậy, mẹ bầu nên làm gì khi bị mẩn ngứa trong thai kỳ? Tình trạng nổi mẩn và ngứa ở phụ nữ mang thai xuất phát từ nhiều nguyên nhân, rất khó xác định đúng bệnh nếu chỉ thông qua triệu chứng bên ngoài mà không đến khám tại các chuyên khoa da liễu. Có những bệnh không ảnh hưởng đến mẹ và thai nhi, nhưng cũng có những trường hợp rất nguy hiểm. Việc sử dụng các loại thuốc phải có ý kiến của các bác sĩ. Một số loại kháng sinh chỉ sử dụng được trong một thời gian nhất định của thai kỳ. Nếu dùng không đúng có thể ảnh hưởng tới thai nhi. Mề đay mẩn ngứa trong thai kỳ là bệnh da liễu khiến thai phụ vô cùng khó chịu và ngứa ngáy. Mặc dù bệnh không làm ảnh hưởng quá nhiều tới sức khỏe, nhưng lại làm thai phụ mất tự tin và mất thẩm mỹ. Ngoài ra, bạn có thể bôi thuốc để giảm ngứa theo chỉ dẫn của bác sĩ. Tuy nhiên, tuyệt đối không tự ý mua thuốc để tự bôi vì có thể khiến bệnh nặng thêm và ảnh hưởng tới bé. Khi bị mẩn ngứa, mẹ bầu cần ăn nhiều rau xanh và trái cây để tăng lượng vitamin C cho cơ thể. Đồng thời, hạn chế ăn thức ăn cay nóng như ớt, tỏi và hẹ. Uống nhiều nước và nên thường xuyên vận động nhẹ nhàng giúp cho máu lưu thông được tốt hơn. Để ngăn ngừa cũng như đối phó với cơn ngứa, mẹ nên thay quần áo nhiều lần hơn trong ngày. Mỗi lần thay nên tranh thủ tắm rửa sạch, dùng khăn lau khô người, không nên tắm nước nóng vì sẽ càng dễ làm ngứa thêm do da nhanh khô.